Hưởng ứng hoạt động tháng nhân đạo năm 2022, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gia Viễn. 52 chiếc xe đạp với tổng trị giá 80 triệu đồng đã được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Gia Viễn. Món quà tuy nhỏ nhưng nhiều ý nghĩa, giúp các em thuận lợi hơn trên con đường đến trường. Qua đó cũng nhằm động viên khuyến khích học sinh nghèo tiếp tục khắc phục khó khăn để vươn lên trong học tập và cuộc sống. Thông qua chương trình trao tặng xe đạp nhân tháng nhân đạo năm 2022, Hội Chữ thập đỏ các cấp cũng mong muốn sẽ tiếp tục lan tỏa đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tích cực chung tay hưởng ứng, ủng hộ cho các hoạt động nhân đạo từ thiện trong thời gian tới.